Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo học khoa phạm. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ứng dụng nghe nhạc MP3. Thì ở hai phần trước mình đã hướng dẫn các bạn play một file MP3, một cái video. Thì ở bài này mình chỉ play về âm thanh nè. Do video thì nó có phần main controller rồi, còn phần âm thanh mình sẽ tự mình làm phần đó. Thì trước khi làm bạn chuẩn bị hình hai phần. Thứ nhất là một số file MP3, bạn nhớ cái phần name của nó. Mình chuẩn bị đâm là siêu lòng áp. Thứ hai là một số hình ảnh. Hình ảnh ở đây thì trước tiên bạn chuyển một hình background để cho nó đẹp ha. Rồi sau đó là một số icon ví dụ như stop hoặc là spawn, memory, next hoặc là play. Nó một số icon sử dụng ha. Tổng cộng có 5 icon và một cái background và ra một số cái hình ảnh. Rồi các bạn tạo project mới. Trong project thì trước tiên mình chuẩn bị về cái nguồn hình ảnh ha. Nó sẽ copy các hình. Còn lưu ý những cái hình icon mình tìm hình định dạng cho nó là PNG nha. Copy vào. Hình mình vẫn để trong thư mục global. Đây cái hình của mình. Tiếp theo là một số file MP3. Bạn có một số file đây ha. Ở đây mình lấy một số file. Rồi mình có khoảng 5 bài, đem bài nữa 6 bài ha. Copy vào và để trong thư mục raw thì mình tạo mới một cái thư mục ha. Thật là raw. Pass vào. Đấy, mình có. Rồi khi nó mở ra mình cứ tắt cho MP3 đây ha. Rồi, đây mình có 6 bài không? Cái list mình có 6 bài ở đây. Đó là phần chuẩn bị. Tiếp theo mình sẽ thiết kế cái giao diện. Thì bây giờ để cái giao diện mình sẽ chuyển nó về Redshift Layout ha. Thì cái phần layout là tùy bạn chọn. Đây mình để cho nhanh, mình sẽ chuyển nó về Redshift. Trước tiên là mình gán cái background để cho cái nền cho nó đẹp. Như thế này. Rồi cái phần điều khiển mình sẽ đặt ở phía dưới cùng ha. Rồi riêng ở trên đi. Ở trên mình chọn cái tag view. Tag view này mình dùng để hiển thị tên của bài hát. Và khi mà play á, tên bài hát nó hiển thị ở trên. Cái test. Như để là tên bài hát nè. Tag color. Do cái nền kiểu như vậy thì mình sẽ để cái màu chữ là màu trắng ha. Text size. Rồi, như vậy. Và nó sẽ cắt xung quanh. Mình để padding 10 dB. Cái phần này chứa là mình thiết kế cho nó tương đối nha. Rồi cho nó 5 thôi. Và đặt ID. Này là để là text field title. Đó là những cái nút của mình. Nút thì mình để đặt ở hàng cuối cùng luôn ha. Thì nó là cái image button. Kích thước trước tiên mình để là wrap content nè. Gan cái sổ. Mình sẽ thử một cái hình free trước đi. Hình này mình sẽ để cho nó kích thước khoảng từ 4 tới 50 pixel ha. Nói cho kích thước hình. Và mình kéo thả cho nó nhanh. Xuống nằm ở dưới này. Và đối với cái hình thì mình để cho nó cái image button thì background là cộng null để nó bỏ cái phần xám xám, chỉ đúng cái icon của mình thôi. Rồi sau đó mình copy thêm ra cho nó nhanh. Mình có 4 cái nút. Rồi bây giờ mình copy mình kéo ra nè. Mình đây. 4 cái nút của mình là nút next, nút play, play rồi stop, play nằm trên spawn luôn. Rồi sau khi mình canh chỉnh lại, mình thiết kế như sau. Đầu tiên ở đây là button play thì ok rồi. Qua tới đây cái hình mình đổi lại. Nó là button play. Nên mình zoom xuống nhỏ đây, mình xem kỹ nha. Rồi tiếp tục ở đây là stop. Và thứ tư là button next. 4 icon.
Rồi tiếp theo ở trên là mình phải có một cái sheet bar để mình di chuyển cái thời gian của nó. Mình sẽ tạo cái sheet bar. Sheet bar thì mình để là mass parent. Rồi mình di chuyển nó xuống. Làm gì đây? Hiện này mình cho cách hai bên cái lề ha, chứ mình đừng có nên để sát quá cho nó. Thì mặt gain lab 10 dB nè. Rồi mặt gain bright 10 dB. Đó cái ba. Tiếp theo mình là hai cái tag view dùng để hiển thị cái thời gian, tổng thời gian hiển thị lên. Mình kéo thêm vào hai cái tag view. Cái tag mặc định mình để nó như sau, không không à, cái chữ thời gian. Rồi mình cho tag color nè, cũng là màu trắng ha, tùy theo cái nền của bạn đang sử dụng là cái nó hiển thị như thế nào. Rồi color size 20 SP. Rồi mình di chuyển nó xuống, làm đây. Rồi tương tự lại cái view thứ hai là tổng thời gian của các bạn ha. Di chuyển qua bên phải như thế này. Rồi bố cục mình sẽ thử run lên trước mình xem nó ổn chưa ha. Nó ra như vậy, tên bài hát phía trên, thời gian bắt đầu, tổng thời gian, cái sheet 3 và bốn cái nút. Bốn cái nút này thì nó đang có vẻ lệch một tí xíu ha, mình sẽ canh chỉnh nó lại. Rồi có những cái mà mình thấy khi bạn kéo á, nó không vừa ý của mình á, thì mình tự chỉnh thủ công trong đây nha. Rồi mình bỏ những đặc tính này nó cạnh nè. Bây giờ trước tiên này mình sẽ nói button này, button ring, layout, background. Đó là cho nằm ở phía dưới, cuối cùng là align, parent, bottom. Mình trả là true. Đã ra xuống dưới và nó mình cách bên trái của nó margin black ví dụ một khoảng là 20 dB, tiếp tục ra đó cho nó nhiều chỗ hơn. Rồi khoảng 30 và cách ở dưới là margin bottom 10 dB, tiếp tục lên như vậy. Rồi tương tự button play cái bên nè, những cái thuộc tính đó mình cũng bỏ. Đấy, đôi khi nó khi nào kéo thả cho nó nhanh á thì nó sẽ xuyên ràng buộc như vậy, mình khó xử lý. Rồi cái này nó nằm bên phải của cái nút. Như vậy thì để cho nó dễ mình sẽ đặt ID lại ha. Đã ID rồi mình sẽ kiểm tra cho nó dễ dàng hơn. Đã ID là các thứ nè, đầu tiên là title có rồi, TST ở đây thì TST ở đây nó mình đặt theo nó cho nó khớp nha. Đầu tiên là TST này để là time time song đi, thời gian bài hát nó hát từ 01, 02, 03. Rồi tag view cuối cùng đây là test view time total, tổng thời gian của nó. Tiếp tục cái sheet 3 này cũng hiển thị gần như là cái thời gian, mình để là sheet 3 song về của các bạn hát thôi. Tiếp theo là cái ID, image view button. Image button này là button ring. Tiếp theo là spawn, mình đặt này để chúng mình gọi cho nó dễ nè. Play chứ ha. Play spawn mình sẽ để chung một cái nút. Rồi, này là stop. Cuối cùng, image button next. Rồi khi có tên như vậy ha, mình dễ gọi. Mình sẽ quay lại chỗ chỉnh này ha. Rồi button play nè. Play ở đây.
Mệt mỏi. Thứ nhất là vẫn nằm bên phải rồi, nhưng nó cách ra chút xíu. À, mặt kim lab cái khoảng 20 dB nó chạy ra. Rồi đây là chỉnh thằng Nest. Nest này thì mặt kim bright nó là 42 Brand bright. Cái nào không cần sẽ bỏ bớt ha. Đến 50. Rồi, stop. Stop mình cắt nha bên phải một tí xíu. Rồi, button play. Play này thì mình cho cách bên trái mà kim play 40. Rồi, này right chỉ có 3 mà này 50 rồi. Mình tăng này lên tí 40. Rồi bên đây mình chỉnh lại cho nó một tí, còn 40 thôi. Mình canh cho nó điện đều đều với nhau. Rồi, ở giữa mình cách. Và cái phần này tốt nhất mình để canh chánh đều á, thì bạn để riêng một thẻ Lightning trong đây à. À, ra bản thiết kế cho nó chuẩn ha. Rồi, mấy cái test cũng vậy. Test view này thì phải cách nó bên trái mình, nó đừng để sát màn hình quá. Thì để mặc in black 5 dB cách vào. Còn cái tổng là mặc in bright 5 dB. Rồi mình ra làm nữa xem lại. Nếu dùng cái giao diện này bạn tùy chỉnh cho nó. Bạn hãy kéo thả hoặc là gõ phần test, nói chung làm sao hoặc kết hợp cả hai để cho nó ưng ý cái giao diện của mình. Rồi bây giờ như vậy ha. Rồi một cái sheet 3 nè, hai cái thời gian, bốn cái control của mình, còn tên là hai cái trên. Và ở video này mình thiết kế xong cái phần giao diện như vậy ha. Ở video sau tiến hành mình xử lý các control để khi bạn click sự kiện như play hoặc là gắn tổng thời gian vân vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.